Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít Shippo mẫu thuốc để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai gói cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trong 1 triệu dùm em và phí cốt anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và đơn vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em luôn, nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Anh em có cần vấn đề gì liên quan gì với Shippo hay bật lửa thì anh em có thể add Zalo của em để nhắn tin hoặc gọi trực tiếp, em có thể dễ hơn trong cái việc mà liên lạc anh em. Anh em nhắn trên YouTube thì em cũng rất ít thời gian để trả lời, mong anh em thông cảm. Có gì trực tiếp gọi Zalo hoặc là nhắn vào Zalo giúp em. Rồi em cảm ơn anh em rất là nhiều. Và em cũng xin những anh em nào xem kênh thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Hoặc là chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký ha. Và nhớ nhấn vào cái chuông thông báo cái bên chữ đăng ký, để mỗi khi em lên video thì anh em vào xem tham khảo cho vui. Rồi thì em cũng giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em có một con bật lửa của Đức. Đây, những cái dòng của Đức này thì hiện tại bây giờ thật sự là cũng ít dần rồi. Đây một con My Flame của Đức, thập niên 50. Con này nó thiết kế thì cái cơ trượt của nó thì nó đặc trưng luôn ha anh em. Cơ trượt này là slide automatic. Made in Germany, US zone. Đây là khác ăn màu đấu sơn chủ đề về Texas. Dòng của Đức này thì em thấy em muốn như bay thì nằm trong bật lửa thì nó cũng khá ít dần rồi. Thấy có không còn thấy nhiều như trước nữa. Cái gì nó càng ngày nó cũng càng ít đó. Bán xe thì cực kỳ bán luôn. Dòng mà xài sướng, dòng của Đức. Nhiều anh em chơi bật lửa cổ chứ sao. Bữa xưa thì tôi cũng thích cái dòng này lắm, những cái dòng của Đức sản xuất. Đây, đồng mã chrome. Bên trong khá đẹp. Bên cực bán anh em. Con xin. Rồi mã mọc. Mã 1450. Mã 2 là một con Shippo mã Titan. Cutting style Titanium Blue. Mã Titan xanh. Sản xuất 204 công tử. Đã sử dụng có xước. Có xước ha anh em. Không có cứng mắt nặng. Có dăm nhẹ chứ không có cứng mắt nặng ha. À, trên này nó có hơi dăm nhẹ xíu. Rồi. Đây dành cho tín đồ âm thanh.
trung 204 chưa sửa chữa. Tổng thể cũng khá ok ha anh em. Một con La Mã, mạ bạc, sản xuất năm 99, sử dụng lướt. Đây là màu nó oxy hóa nên nè. Hầu như con này thì nó qua sử dụng lướt một lần xăng. Một lần xăng và nó không có cấn mớp gì cả. Vỏ ruột rất là đẹp, không hề có tì vết gì luôn. Đây có xước thôi, ruột rà nữa nè, như mới luôn. Đây ruột nè. Nói chung là như mới. Đây nó có khắc hông nữa ha. Chim cánh cụt. Ây da, khó quá. Không cấn mớp. Cái này chưa canh chỉnh, anh em có cầu canh chỉnh thì em sẽ canh chỉnh nằm lại cho anh em. Anh em sử dụng mọi thuốc thì khá ok, không cấn mớp, mạ bạc, cái ruột nó như mới luôn á nè. Còn cái ruột ruột như mới luôn. Số 3. Năm 70. Cảm thấy đẹp nha anh em. Một con slim chưa qua sử dụng. Đây, một em slim chưa qua sử dụng. Sản xuất năm 80. Ha, mới bên màu vạch sắt. Sản xuất năm 80. Tình trạng là chưa qua sử dụng nha anh em. Chưa qua sử dụng. Luôn ha. Anh em nhìn lòng trong nắp nè. Thành nắp và thành buồng đốt. Đây. Đục hai mặt chữ. Chuẩn đời. Rồi, em sẽ xong thông đá sao cho anh em.
chưa chăm xong, chưa sử dụng. Anh nào 80 thì chơi slip. Đây nè anh em, em nói cái vấn đề mà cái lưỡi gà, cái chỗ lưỡi gà bu cam của nó ha. Thì đây nè, đây là một con niêu, một cái ruột niêu luôn nè. Anh em nó có độ rơ vậy nè, anh em thấy không? Đó. Chứ không phải là tất cả cái dọc slim nha. Chứ không phải là nó bị lưỡi gà yếu hay là gì đâu nha anh em. Đây nè. Đây là một cái ruột niêu nè. Riêng cái dòng slim nó là như vậy á, chứ nó không phải là bị lưỡi gà yếu nha anh em. Đây là cái ruột niêu nó cũng vẫn vậy luôn ha. Mà em có nói cái vấn đề về cái ruột slim á. Đặc trưng của dòng slim luôn. Nên anh em có nhận mà slim mà nó có vấn đề vậy thì nó không phải là bị hư hao gì hết ha nha anh em. Ngay cả những cái ruột mới nó cũng vẫn bị vậy ha. Đó là lỗi của cái hãng sản xuất ra cái con slim nó vậy. Slim 80 dành cho anh em nào anh nào chơi theo năm sinh cũng được. 650. Mã số số 5 là một con xưa 71. Đây. Một con 71 qua sử dụng. Bên 3 bên 1 vạch đứng, ở bên 2 bên 1 vạch đứng ha. Và cái emblem của cái con này á, là lúc trước đó là có một cái emblem. Bởi vì cái dòng xưa anh em. Những dòng mà 567X thì nó khi mà nó emblem zin á là nó sẽ được hàng ở trên cái vỏ Zippo luôn. Và khi mà nó tháo emblem ra nó mất á thì nó sẽ để lại một cái dấu tròn để nó bấm chì á, để nó kết nối giữa cái vỏ và cái emblem. Thì về của cái con này là nó bị mất emblem nên nó có một cái điểm tròn của chì. Em kiếm một cái emblem quân đội để em lắp vào cái chỗ mà nó bị thiếu đó. Thì đây là cũng một cái emblem quân đội. Cái này là chất liệu đồng mạ bạc và trắng men luôn anh em. Chủng này là của nó một cái pin quân sự. Thì em đánh hàng cái bay về thì nó những cái pin của nó là nó từ bên đó. Nó đều có chua cài, gọi là cái pin. Em lem thì nó không có cái chua cài đâu. Đó, tình trạng qua sử dụng anh em. Lề lối đẹp. Có cất. Cũng có cấn, dòng này có cấn, có dâm, có xước. Nói chung dòng xưa này qua sử dụng cỡ này thì tổng thể nó khá ok rồi đó nè. Con này cũng không có phôi phai gì nhiều ha. Xước xác có, cấn có. Mà gọi là phôi phai theo thời gian thì nó không có, vì sử dụng cũng ít. Nhưng mà những con sử dụng mà nhiều á, ví dụ mà gọi là nó khá nhiều á thì nó sẽ bị phôi phai. Còn con này thì nó cũng không có phôi phai gì. Bảy mốt ruột màu mực chữ chuẩn, lưỡi gà lớn bất bột. Con này chưa sửa chữa ha, có làm cúp lề bánh cực bán. 71 đậu 7X luôn. Đấy, tổng thể của nó thì nói chung là tổng thể con này thì ok. Sử dụng thì vô tư. Con 7X như vậy thì khá là ok rồi, cũng đẹp nè anh em. Không có xước nhiều. Rõ chữ.
còn xưa vậy là còn chơi vào đâu nữa. Rồi, em tra cái em làm này, em nói cũng là một cái chủ đề quân đội. Em làm chủ đề quân đội. Yeah, defense. Hey, defense. Good man. Này nó đây. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ là một bộ tư lệnh chính của Không quân Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm phòng thủ trên không cho lục địa Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh này được thành lập vào năm 68 và giải thể vào năm 80. Bộ Tư lệnh tiền nhiệm của nó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không, thành lập vào 46, tạm thời hoạt động vào năm 58 hoạt động vào năm 51 và sau đó đổi tên thành Hàng không Vũ trụ tại vì không quân vào năm 68. Đây. Đó là nhiệm vụ của nó. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ. Rồi, em này thì cũng nhẹ nhàng thôi. Đây, anh em chơi dòng xưa thì chơi con này thì giá mềm xèo. Chưa sửa chữa nha anh em. Có thay cốt lề thì có ha. 4 năm. Em xe cho một em xưa, một em 7x, đầu 7x. Đây nó đang bay con qua nó còn đang quay cho trình nó. Chuyển mưa tối hù, tối hủ. Đây là một em màu bạc. Nó vẫn sọc ha. Đầu đời số 201 hay mà bạc. Chất lượng như một con La Mã luôn. Còn mà bạc khá đẹp. Và hai mặt nó làm vân sọc anh em. Những cầm trên tay nó cũng lạ mắt lắm. Trắng tinh tươm. Mấy con này thì em chưa canh chỉnh đâu, anh em thích canh chỉnh năm hay là cho nó cứng cáp lại thì em sẽ canh chỉnh lại, khi anh em chốt anh em yêu cầu thì em sẽ canh chỉnh, còn không em sẽ để y nguyên nguyên bản từ nhà sản xuất. Nhà có cái độ rơ, nó sẽ để cái độ rơ nha anh em. Thường cũng không có làm cứng cáp nhiều như cái những cái dòng xưa đâu, những dòng xưa nó làm thì còn cứng cáp, cốt lề nó còn cứng. Con này thì có tặng kèm một cái bút thiết linh kiện cho anh em. Sao mà số 7. Đây, sẽ tặng kèm một cái bút này cho anh em. Rồi, em lên một con nhiều phút nữa chủ đề về đại bàn, chủ đề đại bàn và cái map của Mỹ, cái bản đồ Mỹ sản xuất năm 97 chứ nhầm, 13 La Mã. Tình trạng là chưa qua sử dụng nha anh em. Có bút nhựa.
buổi ruột trùng năm. Rồi hôm nay 9/7 chủ đề cũng đẹp. Hay già con này chút. Con này âm nó hay anh em, hay tự nhiên luôn. Con này âm hay tự nhiên luôn. Con này đến 850. Đây bản nước Mỹ. Bay trên cái bản đồ Mỹ. Ủa? Như xong bị nhảy số vậy. Con này mã số 6 thì nhảy mã số 7 à. Này mã số 6 nha nè. Mã số 6, con này mã số 7, 850. Một em lồi xéo 89. Con này là nó nhũ. Nó phủ lớp nhũ bạc nha anh em, chứ không phải là như bạc cái lớp bạc bóng như cái những cái con màu bạc khác ha. Con này là lồi xéo 89. Và là cái màu nhũ này nhìn nó khá sang và nó cũng khá bắt mắt. Cái lắp nó hở đem chỉnh lại. Con này nó có lỗi hãng anh em. Nhưng mà cái này là thì nó không sẽ không có chắc chắn nó sẽ không ảnh hưởng gì. Ở đây nó cái lỗi hiển của nó là như vậy nè. Ở đây nó hơi hở vậy nè. Đó, nó lỗi hiển nó hơi hở vậy. Nhưng mà hoạt động thì bình thường ok. Nó hở ngay chỗ cái mép tắp xíu mà. Đây có nhiều anh em đó thì nó sẽ không có lỗi nè. Đây là những cái này là những cái mà để anh em nghiên cứu nhiều thêm hơn. Đây là lỗi hãng. Ở đây này nó không có dạng mà bị nếu như mà nó bị mòn bởi một cái nó bị mòn do cái cho tác động nào đó ha. Thì ở đây chắc chắn nó sẽ bị tróc một cái lớp rơm và nó đòi lòi cái đồng. Tróc cái lớp mạ ra ha, thì sẽ lòi lòi đồng. Nhưng mà ở đây nó sẽ không có bị tróc mà anh em thấy không. Đây là do lỗi hãng. Con này lỗi hãng thì em sẽ để giá mà mềm mềm xíu để anh em. Nhưng mà em bao với anh em là cái hoạt động của nó ok. Ruột nó khá bo. Ruột của nó là ruột mờ giai đoạn. Lưỡi gà chưa vắt cạnh. Giai đoạn 8889. Chuẩn niêu hết. Đây. Bỏ ruột nè anh em nhìn nè. Và con lòi xéo. Một con lòi xéo thì giá con này tầm cũng tầm 1.200. Em để anh em con này 1 triệu. À, dòng lòi xéo nha anh em. Và cái lớp mạ nhũ bạc của nó khá là lạ, khá đẹp ha. Đây, đây là lỗi hãng nha anh em, chứ không phải có do tác động của bên ngoài vô ha. Em phân tích cho anh em, nếu mà nó tác động thì nó sẽ có bị tróc cái lớp mạ chắc chắn. Nó bị khuyết đây thì có thể là nó bị tróc lớp mạ, trên dưới đều không có ha. Đây là còn lỗi hãng nè. Đây con này em để anh em 1.000. Tầm giá con này bình thường thì cũng phải 1.200. Đây.
triệu. Con này em tặng anh em một cái bút nhung nha, có tặng cái bút nhung cho anh em, này hàng chưa qua sử dụng ha. À, số 7 999k đi cho nó đẹp, bút nhung số 8. Mã số 8. Rồi, em lên con mã số 9. Con này nhiều anh em chơi. Chủ đề tổng thống Kennedy. Tổng thống Kennedy bị ám sát. À, cái con xét cái xét tổng thống này cực kỳ giá trị sưu tầm. Bây giờ mình kiếm cái xét tổng thống này hơn một chục. Xét này là phải hơn một chục, cái xét này 6 ông. 6 ông tổng thống Mỹ là phải hơn một chục. Mà cũng là nó cũng là dạng ít chứ không phải là nhiều đâu. Nó không phải như cái kiểu mà dạng như những cái set mà World War đâu anh em. Xem cho nói cũng như, không giống như là kiểu như của bản kỷ niệm đâu ha. Kiếm một cái set tổng thống này, kiếm một cái set hoàn hảo nó cũng chua cay lắm. Cũng hảo hảo quá, hảo hảo chưa cài. Thì nói chung thì trên tay của em thì con này em cũng có sôi nhẹ thì nó cũng có xước nhẹ thôi, nó có xước nhẹ. Mà nói về độ đẹp thì nó cũng coi gọi là hàng đẹp. Bên đây. Nó cũng là dạng độ đẹp hơn. Và chuẩn của nó là năm sản xuất năm 89 luôn. Năm La Mã. Kéo luôn sạc dự phòng. Đây. Set này là sản xuất năm 89 nên chuẩn của nó là 89 đó. Cái tổng thống có con này thì nó cũng có sức nhẹ, đây vài điểm sức nhẹ thôi, rất là nhẹ. Em phải nghiêng cái góc độ thì nó mới thấy, còn không thì nhiều khi anh em cũng không thấy được, em không nhìn theo góc độ. Còn những cái con mà nó đã sước mà sước nhiều, gọi là sước nhiều thì trời, cầm xem nó sắp tới thành nắp là thành buồng đốt này nè, chắc đấy. Con này đưa vào bộ sưu tập thì hoặc là anh em mà thiếu con này thì nói chung là cái độ đẹp, cái vẻ đẹp của bên ngoài của nó thì có, ruột cũng có luôn. Em lau sơ cái ruột cái cho anh em xem. Nói chung là con này là cái độ đẹp của nó cũng phải là trên 99%, ruột rõ năm luôn ha. Ông gặp ngay ông Kennedy nè. Đây. Ruột của nó đây. Vỏ. Vỏ hắc ruột y. Vỏ hắc ruột y. Anh em thiếu quá thì nó cũng là một cái mảnh ghép để anh em đem về thêm. Ghép là một set tổng thống.
Rồi nói chung là con này em cam kết với anh em là phải đẹp, đồ đẹp của nó trên 99%. Nó có vài điểm xước nhỏ đó, nhỏ thôi ha. Đồ đẹp cũng nó có, anh em đưa về bộ sưu tập rồi khá là ok. Tổng thống mã số 7, mã số 8, mã số 9. Đây 1600, ông Kennedy nha anh em, tổng thống Kennedy. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ không chiếu của em là 19 giờ. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.